Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi Nguyễn Hoàng Duyên trở lại chương trình với ký giả Nguyễn Xuân Nam để tiếp nối cuộc thảo luận của chúng tôi tuần lễ vừa qua cái đề tài là từ Bình Dương đến Vũng Áng, nguyên nhân và hậu quả. Xin kính chào quý khán giả và gửi lời chào đến ký giả Nguyễn Xuân Nam. Xin chào luật sư Duyên và trân trọng kính chào tất cả quý vị một lần nữa. Kính thưa quý vị, là vừa xảy ra cái biến cố ở Biển Đông khi mà giàn khoan của Trung Quốc đi vào sâu trong lãnh hải của Việt Nam, thì toàn dân ở trong nước đã sôi sục cái nỗi căm hờn, và nỗi căm hờn đã thể hiện ra cái hành động là những cuộc nổi dậy từ Bình Dương ra tới Vũng Áng. Thì trước khi chúng tôi phân tích cái nguyên nhân và cái hệ quả của những cái cuộc bột bùng phá, bột phá như thế này, thì chúng tôi xin nhờ ký giả Nguyễn Xuân Nam có thể vắn tắt, tóm tắt lại những cái sự kiện đã xảy ra không thưa? Thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng theo dõi rất là kỹ rồi. Sau khi cái Trung Cộng đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 vào ngay cái gần sát cái đảo Trí Tôn trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì giữa các cái tàu Trung Cộng và tàu Việt Cộng đã có những cái va chạm. Và cái va chạm á, nó ở lần này nó rất quy mô thưa quý vị. Nào là những cái tàu hút vào nhau, rồi là phun cái vòi rồng vào nhau. Thoạt đầu thì phía Việt Nam chịu đựng, nhưng mà sau đó phía Việt Nam cũng phản đòn trở lại, cũng phun vòi rồng trở lại. Và thưa quý vị, những cái cuộc xung đột trên biển cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục, mà cái giàn khoan đó có nằm tại cái khu vực đó cho đến ngày tháng 8. Như vậy từ đây đến tháng 8 cái cục diện cũng sẽ rất là căng thẳng. Cục diện sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Thì thông thường đó, thì Cộng sản Việt Nam trước đây là ém nhẹm những nguồn tin này. Ví dụ như luật sư Duyên thấy là thời kỳ mà đảo mà Trung Cộng bắn chết cái hàng 70-80 người ở đâu Gạc Ma? Ở tại đâu Gạc Ma năm 1988 thì Việt Cộng cũng ém nhẹm. Yeah. Và để mà những cái lễ tưởng niệm, tưởng niệm những cái người lính đã chết Việt Nam Cộng Hòa, đã chết ở Hoàng Sa, và người bộ đội Bắc Việt chết ở Trường Sa cũng là được ém nhẹm, không dám tổ chức. Và chúng ta thấy rồi, những cái việc mà tàu Trung Cộng tấn công, harass, bắt bớ, đánh đập ngư phủ, đâm vào tàu chìm hư hại của các ngư dân vẫn được giấu nhẹm. Và thậm chí một cái từ rất quen thuộc, người ta nói đó là những tàu lạ, không dám nhắc đến chữ tàu Trung Quốc. Nhưng mà trong cái đợt này thì cục diện không phải như vậy nữa. Trong lần này đó thì Việt Cộng thay vì ém nhẹm không gọi là tàu lạ, mà Việt Cộng còn, thưa quý vị, còn làm gì nữa, là phản đòn, phản công, đối đầu, ngăn chặn. Và thưa quý vị, còn hơn thế nữa, đã cho những ký giả của trong nước có mặt trên các cái chiến hạm trong khu vực để tường trình lên những cái thước phim, lên những cái video clips để cho thấy là cái lực lượng của Trung Cộng đã uy hiếp chiếm đảo, chiếm biển của Việt Nam như thế nào. Nó gây một cái phần uất rất là lớn trong cái người dân Việt Nam trong nước hải ngoại. Ở tại hải ngoại thì chúng ta thấy rằng cái biểu tình khắp nơi, nơi nào có người Việt, từ khắp các thành phố Hoa Kỳ có đông người Việt, cho tới Úc Châu, cho tới Canada, cho đến châu Âu. Và trong nước thì cái cơn bùng phát rất là mạnh. Và lần này một lần nữa là Việt Cộng bất ngờ, là theo cái nguồn tin của ký giả Nghi Lữ và những anh em từ trong nước á, thì cho biết rằng á, là Việt Cộng kỳ này gần như họ mở banh cái mạng xã hội mà trước đây họ thường khép lại, họ kiểm soát rất chặt chẽ, mà giờ đây họ cho là gì, họ cho đưa tin cách ầm ĩ trên trang báo trong nước, họ cho cái biểu tình mà không can thiệp, rồi họ cho các trang mạng điện tử và đặc biệt là các trang mạng xã hội liên tục để đưa tin. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng á, là Việt Nam hiện nay theo thống kê có khoảng gần 20 triệu Facebooker, là những người xài Facebook. Và đó là cái lực lượng truyền thông mà không có một cơ sở truyền thông nào ở trên từ Việt Nam trong nước hải ngoại có đủ khả năng để truyền tải thông tin nhanh bằng Facebook và đông bằng Facebook. Cho nên nó gây một cái sự mà gọi là căm phẫn lan rộng và quyết liệt của người Việt trong nước. Và họ nổ ra cái sự căm phẫn đó bằng cách là họ bùng nổ tại Bình Dương và bùng nổ tại Vũng Áng.
Và cho đến ngày hôm nay đó, thì theo thống kê trong nước có khoảng chừng là 20 tỉnh thành đã có bùng nổ những cái trường hợp ở những mức độ quy mô khác nhau. Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, vân vân, khắp các nơi bùng nổ. Thì cái này đó, bây giờ cái cho tới ngày hôm nay đó, thì người ta thấy máu đã đổ, hàng khoảng 500 xí nghiệp bị đập phá và hàng loạt các cái nhà máy bị đóng cửa. Và chúng ta thấy rằng cái nguy hiểm là hai trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam, một ở miền Nam ở khu vực Bình Dương, khu mà kỹ nghệ, và một khu rất là lớn tại Vĩnh Áng ở Hà Tĩnh, mà trong khu vực này thì rất là đông các cái xí nghiệp của Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ thấy rằng theo thống kê từ trong nước cho biết là cái khu mà công nghiệp ở Hà Tĩnh đó, nó được đầu tư khoảng 21 tỷ Mỹ Kim, và cái công trình này đã thực hiện khoảng 11 tỷ Mỹ Kim rồi, và tổng sản lượng hàng năm đó, nó chế ra đó, nó tạo ra nó lên tới khoảng 38 tỷ, nó chiếm 1/3 tổng sản lượng nội địa của Việt Nam. Như vậy là hai cái trung tâm kỹ nghệ lớn, nhưng mà hai trung tâm kỹ nghệ này gần như bây giờ bị tan hoang và đóng cửa, và có thể nói là sập tiệm, không biết lúc nào ta có thể bình phục lại như cái hiện trạng. Và nó tạo cơn chấn động không những trong nước và cả quốc tế, từ Bắc Kinh, từ Đài Loan, từ Hồng Kông, từ Tokyo, từ Seoul cho đến các quốc gia khác đều chấn động cả. Đây là một cái hiện tượng mà có thể nói là trong 39 năm mà Cộng sản 90 năm Việt Nam của chúng ta, thì đây là một hiện tượng có thể là nổi loạn lớn nhất trong 39 năm dưới triều đại của Cộng sản đã cai trị miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thì về vấn đề này, chúng tôi muốn mời luật sư Duyên đó. Chúng ta có thể nói rằng quý vị có thể tìm kiếm nhiều cái tin tức liên quan đến cái vấn đề đang xảy ra không khó, right? Nhưng cái mà chúng ta muốn bàn đến không phải tường trình cho quý vị những cái điều đang xảy ra, đã xảy ra, mà chúng ta tìm kiếm đến là cái nguyên nhân tại sao chuyện này xảy ra, thưa luật sư Duyên, và cái hậu quả nó sẽ ra nào, thưa luật sư. Để mà trả lời câu hỏi của ký giả Nguyễn Xuân Nam là tại sao cái chuyện này xảy ra và cái hậu quả như thế nào đó, chúng tôi làm một cái phân tích nó đơn giản thôi. Mỗi một lần cái chuyện gì xảy ra đó, cái khuynh hướng của chúng ta là xem là cái lợi như thế nào, cái hại và ra sao, ai hưởng lợi và ai phải chịu cái hại. Hai trung tâm công nghiệp lớn ở Việt Nam là Bình Dương và Vũng Áng, và nhiều nơi khác ở trên ở Việt Nam nữa, bây giờ đã bùng nổ lên những cái cuộc bạo động, đốt cháy, phá hoại nhà máy, làm cho tôi mỗi một lần mà tôi thấy tất cả cái tôi nhìn thấy những cái nhà máy mà bị tấn công, bị phá hoại đó, giống như mình nghe cái câu mà cái người dân ở Pháp mà họ nói là Paris brutal, Paris đã cháy hay chưa đó, thì mình thấy rằng là cái sự tan hoang, cái sự hoang tàn nó đã xảy ra, Việt Nam đã cháy. Vậy thì cái cháy này lợi như thế nào, hại như thế nào? Cái điểm thứ nhất là cái lợi nó rất là nhỏ, rất là ngắn hạn, mà không hiểu là có phải là cái lợi hay không. Có nghĩa là mình nói được lên cái tinh thần chống Trung Quốc của mình nói lên được tinh thần yêu nước của mình, rồi ngay ngắn hạn mình thấy là các công nhân của các cái công xưởng của Trung Quốc và các công xưởng mà có liên quan tới Trung Quốc, mình nói như vậy cũng hơi quá đáng, Đài Loan với Nam Hàn với Nhật chẳng hạn chẳng có dính gì tới cái Trung Quốc nhiều nữa, cũng đã bị cháy, bị đổ nát rồi, máy hư. Yes, cái đó là trước mắt mình thỏa mãn được cái tự ái dân tộc, rồi mình khơi dậy được cái lòng yêu nước, thì đó là cái lợi ngắn và trước mắt. Nhưng mà mình nhìn lại cái hại lâu dài là trước hết là cái nền kinh tế của chúng ta, của Việt Nam bây giờ đang dựa vào sự đầu tư của nước ngoài, thưa anh và thưa quý khán giả. Rồi nếu mà bây giờ các cái nhà đầu tư mà họ cứ nhìn vào cái tình hình chính trị của Việt Nam, họ nói là mỗi một lần có xáo động chính trị thì lại có bạo loạn, rồi lại có phá hủy nhà máy, bất chấp cái sản xuất như thế nào, thì liệu là cái những nhà đầu tư của thế giới còn muốn vào đầu tư ở Việt Nam hay không? Mà nếu mà ngay bây giờ cái luồng đầu tư người ta đang chuyển từ Trung Quốc tràn qua Việt Nam, bỗng nhiên
qua cái nhìn này người ta ngưng lại, người ta không có chuyển như thế nữa đó, thì rõ ràng là cái người mà hưởng lợi là nền kinh tế Trung Quốc. Mình nhìn cái lợi cái hại đó để mình phân tích xem ai là cái kẻ châm ngòi những cái cuộc nổi dậy này. Rồi thứ hai là cái công ăn việc làm. Chúng ta đốt nhà máy, chúng ta thỏa mãn cái tự ái dân tộc lần này nhất thời, nhưng mà hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn công nhân, có nghĩa là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn gia đình Việt Nam mất cái thu nhập. Mà mất cái thu nhập thì tiền đâu họ sống? Tự nhiên cái câu hỏi đó nó dẫn tới một cái xáo trộn về xã hội. Mà cái xáo trộn về xã hội, về kinh tế đó lại là một cái mối lo mà chúng ta phải đương đầu. Bên ngoài thì là Trung Quốc tấn công, ngoại xâm. Bên trong thì cái nội lực, giống như cái giả Nguyễn Xuân Nam nói cái lần trước đó, cái nội lực của chúng ta lại bị băng hoại, lại bị suy sụp đi. Rồi cái hình ảnh cái quốc tế, là cho tới giờ phút này quốc tế nhìn vào Việt Nam đó, họ nhìn là chúng ta đang có một cái khoảng trống lãnh đạo rất là lớn. Nếu mà mình nhìn từ cái ông tổng bí thư qua ông thủ tướng, rồi qua chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, rồi qua ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mỗi lần mở miệng ra cả thế giới nó cười, là bởi vì họ nói ra những cái điều vô nghĩa và rất là buồn cười. Một cái cuộc dịch xảy ra chẳng hạn, mình mới thấy cái khoảng trống lãnh đạo nó ghê gớm. Một bà gọi là bộ trưởng y tế chả có nói một cái câu nào ra hồn để lo cho dân hết, còn người ta bảo từ chức thì bà lại nói rằng là không có phải là cái vấn đề từ nhiệm, mà cái vấn đề là mình phải lo cho dân. Lo cho dân đến mức độ mà bệnh nó phát ra vẫn không có tuyên bố cho dân chúng biết. Rồi có nghĩa là cái hình ảnh của chúng ta về ngoại giao, về kinh tế, về nội trị đều là một cái khoảng trống hết. Vậy thì cái câu hỏi là cái cuộc xáo trộn vừa qua đó, nó lại làm đậm thêm cái hình ảnh của chúng ta đối với trường quốc tế. Vậy thì phân tích lợi hại như thế, nếu mà một cái toàn dân Việt Nam cái lòng yêu nước bây giờ nó là một cái, nó giống như một cái lò thuốc súng vậy. Vậy thì nó bùng nổ, cái sự bùng nổ của cái lò thuốc súng này là do ai đã châm ngòi, ai hưởng lợi trong cái những cái cuộc nổi dậy này? Xin trở lại với ký giả Nguyễn Xuân Nam để nghe cái câu góp ý phân tích của anh. Cảm ơn luật sư Duyên. Thưa quý vị đó, bây giờ mà cái câu hỏi lớn nhất đó, câu hỏi lớn nhất mà có lẽ chúng ta phải đương đầu là tại sao xảy ra trường hợp này? Yeah. Về trực tiếp và gián tiếp, ai đứng đằng sau để mà đạo diễn cho cái vở kịch này xảy ra, châm ngòi cho lò thuốc súng, xảy ra? Có phải là một cuộc mà bộc phát và không có đạo diễn không, từ cái sự thù hận của công chúng không? Và nếu nó không phải như vậy thì ai là cái người tạo ra cái ngòi nổ này? Thưa quý vị, thì trước hết chúng ta muốn biết về nguyên nhân thì mình coi thử hậu quả nó tác động như thế nào, và từ đó mình quay ngược lại, mình thấy cái, có thể hình dung phần nào cái nguyên nhân nó xảy ra. Chúng tôi vừa đọc cái trên cái tờ Business Week và cái cơ quan truyền thông Bloomberg, là hai cơ quan truyền thông lớn của phương Tây, thì tờ Business Week nó có chạy một cái tựa rất là mạnh, là Việt Nam sẽ là người loser trong cái cuộc bạo động mà như vậy. Thì Việt Nam là loser. Nó loser bằng nhiều phương tiện, thưa quý vị. Từ cái bên trong Việt Nam cho đến bên ngoài Việt Nam. Loser như thế nào? Chúng ta thấy hai cái khu vực mà Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Án ở Hà Tĩnh đó, đó có thể nói rằng cái khuyết mạch của nền kinh tế quốc gia. Bây giờ cùng một lúc chỉ có một vài ngày thôi, toàn bộ huyết mạch đó bị sụp đổ. Cái GDP chúng ta không còn, của Việt Nam cũng không còn là 500 mấy nữa. Mà có thể trong thời gian tới nó sụp đổ xuống một cách rất là kinh khủng. Bởi vì cái tổng giá trị hàng hóa sản xuất và dịch vụ nội địa có thể giảm xuống một cách đáng kể. Việt Nam không còn là trên cái con đường phát triển nữa, mà nó đứng trước con đường suy thoái. Thất nghiệp sẽ đổ ra. Tại Vũng Án không thôi đó, là
nó có khoảng 2.100.000 lao động. Mà nếu 2.100.000 lao động này đó mà bị ngưng, trong đó có kể một số lao động Trung Quốc, mà nếu nó bị ngưng đó, thì quý vị biết rằng 2 triệu lao động của 2 triệu gia đình sẽ bị ảnh hưởng ở cái sự thu nhập. Và ảnh hưởng sự thu nhập đó, thì chúng ta thấy rằng cái đời sống không tiêu xài, đời sống người dân lấy gì xài khi nhà máy đóng cửa. Cho nên đây là một quả bom đó, nó phá nổ cái nền kinh tế Việt Nam. Một cái quả bom đó, nó nổ ngay trong cái lòng kinh tế Việt Nam. Nó biến Việt Nam đó, trở thành một cái quốc gia thất nghiệp đông. Tỷ lệ phát triển của GDP, tổng sản lượng kinh tế quốc dân sẽ sụp đổ xuống. Và cái mãi lực của nền kinh tế bị suy giảm. Thì trong thời gian vừa qua, cái vấn đề lớn nhất của Việt Nam bị cái vấn đề kinh tế nền bất động sản nó suy thoái. Hàng 50% các cơ sở doanh nghiệp bị đóng cửa, mà cái đất nước Việt Nam hiện nay chịu không nổi với cái sự mà suy thoái về kinh tế, sự trì trệ và ứ động kinh tế. Bây giờ cái cú đánh này thôi là cú đánh knock out vào nền kinh tế Việt Nam luôn. Cú đánh knock out của nền kinh tế Việt Nam. Thì ai là cái người tạo ra cú đấm này? Câu hỏi đầu tiên ấy, chúng ta nhìn về mặt nội địa thì ai là người tạo ra cú đấm này? Cái thiệt thòi về đâu? Ai chịu thiệt thòi và ai là người hưởng lợi? Nó rất là rõ ràng. Về mặt quốc tế chúng ta thấy rằng á, từ sau khi mà Trung Cộng nó bị một số các vấn đề, là thứ nhất ấy, là cái lương của công nhân Trung Cộng bây giờ cao, các cái vấn đề phúc lợi xã hội mà công nhân Trung Cộng đòi hỏi càng ngày càng tăng cao. Trung Cộng không còn là thị trường rẻ nữa. Và sau khi Trung Cộng đã chống của Nhật Bản, hàng loạt cú nổi dậy của Trung Cộng chống lại các nhà máy, đập phá nhà máy Nhật Bản, giống như người công nhân Việt Nam đập phá các nhà máy của các nước ngoài ở tại Vũng Áng, Hà Tĩnh và tại Bình Dương á, thì cái người Nhật không còn coi Trung Quốc là một nơi đầu tư tốt đẹp nữa. Và người Mỹ cũng không coi Trung Quốc là nơi đầu tư tốt đẹp nữa. Chúng ta thấy cái phong trào homecoming, come back to Sorrento, trở về mái nhà xưa, các nhiều công ty Mỹ đã chuyển trở về Hoa Kỳ trở lại. Và một số công ty rút chạy đi đâu thưa quý vị? Rút chạy ra một số các cái quốc gia. Nhật đang đầu tư khoảng trên 2 tỷ Mỹ Kim tại Miến Điện để đưa các nhà máy đi qua. Nhật đang đầu tư một cách văn hóa, xã hội, kinh tế, dịch vụ ở tại quốc gia đông dân thuộc loại hàng đầu thế giới là Indonesia. Nhật đang mở rộng cái thị trường đầu tư tại Việt Nam. Mà ta thấy rằng Ấn Độ, Miến Điện, Việt Nam, Philippines, Indonesia là một người Mỹ gọi là corridor. Corridor là một cái hành lang mà nơi đó cái đầu tư nó chuyển trục về các cái nước miền Nam và miền Đông Nam châu Á. Trong khi đó Việt Nam á, được xem là một nơi có lao động rẻ, lao động có năng khiếu, lao động có tay nghề và ít có những cái bạo động, được xem là một vùng đất mà người ta nói là được coi là an toàn để đầu tư. Thì cái hình ảnh đập phá này, cái hình ảnh nổi dậy này, đập phá này gần như nói như luật sư Duyên, nó đập phá một cái tương lai viễn tượng đầu tư kinh tế quốc tế vào Việt Nam. Thì như vậy chúng ta không phải chịu đựng ngay trước mắt là những cái vấn đề sụp đổ nền kinh tế quốc gia của Việt Nam về thất nghiệp gia tăng, tổng sản lượng giảm sút, đời sống đắt đỏ, trì trệ về kinh tế, mà Việt Nam còn đứng trước cái tình trạng là bất định về tương lai và không ai, cái làn sóng đầu tư Việt Nam sẽ dừng lại. Ai đốt cháy nền kinh tế Việt Nam vì mục đích gì? Và cái sự mất mát của Việt Nam trước mắt và lâu dài là một cái sự khủng khiếp lắm. Thì từ đó chúng ta nghĩ rằng cái chuyện khoan dầu tại Việt Nam, mất cái giếng dầu, nếu có mất chăng nữa nó còn nhẹ tội hơn là mất cái viễn tượng của kinh tế, mất cái vấn đề cái sức sống của nền kinh tế quốc gia. Cho nên đây là một đợt đánh, mà có thể nếu cái kịch bản ai đó viết thì trong đợt này họ viết kịch bản rất là khéo. Họ cùng lúc họ tấn công vào Biển Đông, cùng lúc họ tạo cái sự khủng hoảng nền kinh tế Việt Nam, cùng lúc là họ nổ bùng trong cái viễn tượng kinh tế Việt Nam, trong cái tầm nhìn của quốc tế và Việt Nam, biến Việt Nam không phải trở thành một nơi an toàn đầu tư nữa, biến Việt Nam trở thành một nơi nguy hiểm để đầu tư, biến Việt Nam trở thành cái nơi người ta sợ đầu tư. Thì cái đó ai đạo diễn và có lời cho ai? Đây là vấn đề mà chúng ta khó có thể nói vì không có chứng cứ để có thể nói là chỉ mặt đặt tên. Nhưng mà cái lợi bất cập hại trong vấn đề mà đấu tranh đó, bởi vì đấu tranh đó, thì thường thường tôi quý vị, đấu tranh là phải để thắng, đấu tranh là phải để được
để thắng, đấu tranh để tạo cho mình trở thành một cái nơi tốt đẹp hơn để mà đầu tư, đấu tranh làm cái nơi để hình ảnh của mình trong lòng quốc tế tốt đẹp hơn, đấu tranh để cái nồi gạo của mình nó lớn hơn, đấu tranh để cái đời sống mình tốt đẹp hơn, hay là đấu tranh để tạo sự hủy diệt toàn bộ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai và trở thành một cái nơi mà bị người ta sợ hãi không dám tới. Cho nên chính vì cái điều này, cho nên chúng ta vẫn đặt vấn đề, đặt ra luật sư Duyên của chúng tôi trăn trở cái điều này. Vậy cái nguyên nhân ở đâu mà để cái hậu quả thê thảm như vậy, và ai là viết kịch bản để đạo diễn, kịch bản và đạo diễn trong vấn đề này. Cái điều đừng ngạc nhiên hơn nữa là chính quyền Hà Nội trở thành một cái lúng túng, một cách lạ lùng. Họ cho đến giờ phút này những cái vụ xảy ra như vậy, nhưng mà ngoại trừ cái thông báo của ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, chúng ta chưa thấy một cái nhận định nào chính thức từ phía Việt Nam về vấn đề này. Thì cái điều này chúng ta đặt ngạc nhiên một vấn đề là thường thường đó, chúng ta thấy một ngày sau khi bạo động tại Bình Dương, Cộng sản Việt Nam loan tin đã bắt 500 cái người thanh niên chủ trương. Chúng ta thấy tại Vũng Áng thì đến giờ này chúng ta biết là 70 người đã bị bắt. Nhưng mà tại sao để xảy ra trong rất là nhiều ngày mà đến giờ này mới có những phản ứng? Chúng ta thấy rằng cái hình tượng Việt Nam giống như cái họ có một lực lượng công an được gọi là khổng lồ, lực lượng bộ đội rất là khổng lồ. Họ có năng lực công an chống bạo động, công an chống phản loạn. Họ có thể tung ra lực lượng ngay kinh hoàng, ngay lập tức để trấn an, dẹp loạn liền. Nhưng mà tại sao Cộng sản Việt Nam lại để như vậy? Tại sao đến giờ phút này cái vấn đề này không được đưa ra một cách rất là trả lời trước công luận trong và ngoài nước một cách rõ ràng, đối các nhà đầu tư một cách rõ ràng? Cho nên chúng ta thấy một sự im lặng đáng sợ từ phía Việt Nam nữa. Những câu hỏi liên tục nó nối đuôi nhau như vậy, khiến cho chúng ta thấy rằng ai là người viết kịch bản, ai là người đạo diễn và ai lợi dụng cái tình trạng mà con tàu khai thác dầu, cái giàn khoan khai thác dầu HD951 để chôn vùi một nền kinh tế Việt Nam, chôn vùi cái đời sống của người dân Việt Nam. Đó là một câu hỏi rất lớn, phải không thưa luật sư? Dạ vâng. Và qua cái trình bày của ký giả Nguyễn Xuân Nam đó, chúng ta thấy rằng là mình đã phân tích cái lợi hại. Cái câu hỏi của ký giả Nguyễn Xuân Nam là ai là đạo diễn, hay tôi có thể tôi dùng cái ngôn ngữ giản dị hơn, ai đã châm ngòi. Cái chúng ta biết rằng là nhân dân Việt Nam, những người thấp cổ bé miệng, công nhân Việt Nam, nó từ lâu giống như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói mà, trong đau khổ không lời thì phục sẵn toàn sấm sét. Những cái sấm sét mà nó tiềm tàng đó, đã qua nhiều năm rồi, nào là chính quyền công an bóc lột, còn với chủ ngoại quốc đó thì họ lại bóc lột công nhân Việt Nam. Công nhân Việt Nam lãnh lương thấp, rồi điều kiện làm việc cũng rất thấp. Đã bao nhiêu lần họ cũng đã nổi dậy rồi, nổi dậy trước cái cuộc nổi dậy ngày hôm nay. Nhưng mà những cái uất ức tiềm tàng đó tới ngày hôm nay bỗng nhiên nhân cái dịp này nó bùng nổ. Và thoạt đầu cái suy nghĩ đơn giản của anh em chúng tôi, quý khán giả, nhiều người đó chắc có cũng nghĩ rằng là cái sự bùng nổ này nó là một cái bùng nổ tự phát, mà có lẽ như vậy, đó là nhiều phần nó là một cái bùng nổ tự phát. Nhưng mà nó giống như một cái thành ngữ mà nó nói khi mà một cái ông thần mà mình nhốt ở trong cái va chai, mà ông thần đó ông đã ra khỏi cái va chai rồi đó, thì ông là không có thể nào mà mình thu ông lại được, nhét ông lại được trong cái va chai hết. Như vậy thì đây là cái chiến thuật của Cộng sản. Cộng sản ngày xưa cứ mỗi một lần mà dân chúng tự phát bùng lên đó, là thấy bóng dáng đâu đó của mấy anh Cộng sản nhào vô để mà bắt đầu giật dây, rồi cướp công, rồi cho đó là cái cuộc khởi nghĩa đó là do Cộng sản họ giật dây. Thế thì qua cái sự việc này, qua những cái sự việc mà chúng tôi quan sát, đọc báo của mọi nơi, của toàn thế giới, thì biết rằng là trong những cái cuộc mà nổi dậy rồi đốt phá đó, có những cái tay giật dây mà người công nhân tại địa phương họ nói mấy người này không ở trong cái hãng của họ, mấy người này cũng không có phải là cái người địa phương nữa, mà không biết từ đâu tới giật dây. Thì mình mới hiểu rằng là trong cái hỗn loạn
giả sử anh em chúng tôi, giả sử chúng ta cho đó là một cái bộc phá tự nhiên đi, thì đã có một cái bàn tay nào đó họ châm cái ngòi vào cái đúng lúc, mà rõ ràng qua cái sự cái khoảng trống về lãnh đạo của chế độ Hà Nội trong vòng nhiều năm trở lại đây đó, thì mình thấy rằng là rõ ràng họ không có sẵn sàng để họ châm cái ngòi thuốc súng đó để mà cho có lợi cho Hà Nội hay là có lợi cho dân tộc, mà đã có một cái quyền lực nào đó đã châm cái ngòi thuốc súng để mà tàn hại nền kinh tế Việt Nam, làm suy yếu cái dân tộc Việt Nam cho cái lợi ích của họ. Thì nói như thế có nghĩa là chúng tôi chỉ gợi ý cho một cái cuộc suy nghĩ, một cái cuộc phân tích, mà chúng tôi không muốn dẫn tới một cái kết luận mà theo cái kiểu võ đoán hay là làm thầy bói như là cái giả Nguyễn Xuân Nam nói. Nhưng mà qua những cái lộn xộn này đó, hỏi rằng là như vậy thì ai là cái người châm cái ngòi nổ đó, và trước cái sự mà gọi là khoảng trống về lãnh đạo đó thì dân tộc nên có cái chuyện gì xảy ra. Thì tôi cũng thoáng nghĩ là hiện giờ đó có một cái lực lượng rất lớn, lực lượng đó là chủ đạo của Việt Nam, đó là quân đội. Quân đội bây giờ vẫn còn nằm trong tay của đảng, thưa anh em. Và tôi nhớ là tôi đọc cái bài gần đây của nhà văn Dương Thu Hương đó. Nhà văn Dương Thu Hương công khai kêu gọi là các anh em trong quân đội, các anh còn chờ gì nữa mà không đứng lên, không bắn vào cái chế độ này. Thì cái ý tưởng đó tự nhiên nó dẫn tới qua một cái khoảng trống về lãnh đạo, khoảng trống về chính trị nè. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm mà quân đội Việt Nam bây giờ phải tách rời ra khỏi cái sự lãnh đạo của cái đảng Cộng sản ngu dốt này, và phải đứng lên chiếm vào cái khoảng trống lãnh đạo đó, để rồi cùng với 90 triệu dân mình xoay cái ván cờ để mà cái khối nguyên tử, cái lò thuốc súng mà dựng nên từ đau khổ đó bây giờ sẽ đoàn kết với quân đội để cùng nhau chúng ta làm nên lịch sử, chúng ta làm nên cái vận mệnh của Việt Nam. Thì cái suy nghĩ như thế nó có quá xa rời thực tế không, thưa ký giả Nguyễn Xuân Nam? Nếu chúng ta quan sát Việt Nam, cái vấn đề đầu tiên thì chúng ta hết sức bất ngờ. Ngay cả khi Trung Cộng nó cũng bất ngờ, có thể nó bất ngờ về cái chuyện đã xảy ra tới mức này. Bởi xưa nay chúng ta biết rằng Cộng sản Việt Nam có nổi tiếng một cái câu, nếu ngày xưa Nguyễn Văn Thiệu nói một câu rất nổi tiếng của Cộng sản Việt Nam là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì một câu rất nổi tiếng của Cộng sản Việt Nam sau này đó là hèn bởi giặc và ác bởi dân. Nhưng trong cái đợt này nó có một cái lạ là lần đầu tiên Hà Nội biết say no với Bắc Kinh, và lần đầu tiên ta thấy Hà Nội bật đèn xanh trong nhiều lĩnh vực, từ truyền thông cho tới biểu tình cho tới tất cả một số các lĩnh vực. Và thậm chí các anh em Facebook kêu trong nước cho biết rằng họ gần như là live, họ mở cổng luôn những cái mạng xã hội trước bị cấm trong mấy ngày vừa qua. Thì đó, cái động tác này đó, nó hơi đột ngột và đường đột trong cái bối cảnh như vừa qua. Giải thích về sự đường đột và bất ngờ này đó, thì như thế nào? Trong lúc đó đó, khi trước một vấn đề nào đó, cái bất ngờ thứ hai đó, trước bất cứ một vấn đề nào đó, Đảng Cộng sản Việt Nam thường lên tiếng để hướng dẫn dư luận, và qua cái báo chí đó, có những cái hướng dẫn về mặt dư luận. Ban Tuyên giáo Trung ương họ đưa ra những cái đường lối để đưa tin, để họ hướng dẫn dư luận. Mà trong cái lần này đó, lại là cái màu sắc của hướng dẫn dư luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là ít, và chúng ta không nghe. Tôi đọc các website trong nước hơi nhiều, và chúng ta không nghe cái lời mà hướng dẫn dư luận khá rõ trong gian vừa qua. Họ để một tình hình là biến động một cách uncontrollable, một mức độ không thể kiểm soát được xảy ra, rất là risky tới sự cai trị độc đảng. Cho nên cái điều đó đặt cho hỏi tại sao, và tại sao đến giờ này cái phương diện chính thức lời tuyên bố của đảng và chính phủ của Cộng sản Việt Nam không đưa ra một cách đầu tuyên bố nhất quán trước và sau,
và công khai về vấn đề này. Yeah. Cho nên chúng ta cảm thấy có một cái gì đó trong trong nội bộ, mình đoán có một gì đó trong nội bộ có thể có những quan điểm trái ngược, có những cái lập luận trái ngược, có thể lập trường trái ngược về các vấn đề đối phó với Trung Cộng và đối phó với tình trạng này. Cho nên chúng ta có lẽ chờ đợi thêm đôi chút, nhưng mà luật sư Duyên có nói với chúng tôi trước khi mà vào chương trình là chúng ta ở đây đó, chúng ta chưa đủ cơ sở để đi đến bất cứ kết luận nào. Nhưng mà nhìn vào hậu quả của nó, chúng ta có thể, quý vị và chúng tôi có thể cũng đưa ra được, quý vị có thể ngồi nghe, suy tưởng, và quý vị cũng có thể đưa đến kết luận nguyên nhân tại sao. Tại sao nó xảy trường hợp này? Ai là người châm ngòi? Ai là người đạo diễn? Ai là người viết kịch bản? Để chúng ta thấy rằng cái ngày hôm nay một sự mà một cái tình trạng nó tồi tệ như vậy đã xảy ra. Thứ hai nữa, thưa luật sư, có một câu hỏi nữa, cho lẽ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi nhỏ thứ hai. Là trong thời gian vừa qua, bây giờ cái vụ nó tương đối nó vẫn còn căng thẳng. Nhưng mà người ta đặt vấn đề như vậy, cái lối thoát nó sẽ như thế nào? Cái vấn đề không phải là cái problem, không phải là cái situation, không phải là cái một cái vấn đề nữa, mà người ta tìm kiếm một solution nào cho Trung Cộng và Việt Cộng trong cuộc mà đối đầu như hiện nay, đâu là cái giải pháp để cái bước cái đường đi ra. Chúng tôi đọc một số lời bàn ở trong nước như là Reuters, như là AP, như là AFP, và những nhà phân tích trong cuộc họ nói rất là nhiều. Những nhà phân tích chúng ta thấy tại Bắc Kinh bây giờ không phân tích, tại Đài Loan phân tích, tại Hồng Kông phân tích, tại Nhật phân tích, và tại, thưa quý vị, ngay cả tại Singapore, và tại ví dụ ông ngoại trưởng Singapore cũng lớn tiếng phân tích. Rồi chúng ta thấy là tại Tòa Bạch Ốc, chúng ta thấy tại cái Học viện Nghiên cứu về Đông Nam Á tại nằm tại Úc cũng họ bàn rất là nhiều về cái solution nào để mà giải quyết cái vấn đề bế tắc xung đột của Trung Cộng và Việt Cộng hiện nay. Theo luật sư Duyên, thì luật sư thấy trong những cái phân tích như vậy, cái luật phân tích nào luật sư cảm thấy ăn ý nhất, thưa luật sư? Vâng, trở lại với phần trình bày của ký giả Nguyễn Xuân Nam, thì ký giả Nguyễn Xuân Nam và mọi người chúng ta nhìn thấy là cái sự đường đột bất ngờ mà nó bùng nổ như vậy đó, thật sự nó có lẽ là nó vượt ra ngoài cái dự kiến, cái chẩn đoán của Hà Nội và ngay của cả Bắc Kinh. Thế thì cũng trong cái phần trình bày đó mà ký giả Nguyễn Xuân Nam nói rằng là có lẽ là Hà Nội bật đèn xanh để mà mở cho tất cả những cái social media, những cái Facebook đồ ra hết. Thì vì cái tính chất đường đột và bất ngờ đó, cho nên ký giả Nguyễn Xuân Nam gợi cho tôi nghĩ rằng là hình như đây có thể, mình chỉ phân tích thôi, là không phải là Hà Nội bật đèn xanh, mà chúng ta quan sát cái tình hình của Việt Nam trong vòng nhiều năm nay đó, nó có một cái hiện tượng rất là hay. Chẳng hạn báo chí thì cái lề đảng nó vẫn kiểm soát rất là kinh khủng, thế nhưng mà hãy mà có bất kỳ một cái cơ hội nào đó thì những anh em viết lách, mà vừa viết vừa lách bên lề trái, họ cũng đưa ra được những cái thông tin, những cái lời nhắn mà khiến cho tất cả người ở bên nước ngoài, tất cả những người ở ngoài đảng đó hiểu rằng là có một cái sức chống đối nào đó, cho dù chưa có hiển lộ nhưng mà rõ ràng rất là mạnh. Vậy thì liệu cái chuyện mà bây giờ tôi chỉ hình dung thôi, tất cả những cái người mà lo kiểm soát về internet, về Facebook đó, nếu mà trong đó có những người có cái khả năng chuyên môn rất là cao, họ kiểm soát điều đó, mà ngày hôm nay họ là cái người yêu nước và họ nhìn thấy cái bối rối của lãnh đạo Hà Nội bây giờ, chính họ là cái người mở cái khóa đó ra để cho những cái Facebook cho tất cả được mở rộng ra, để cho dân được một lần nói lên hết cái ý của họ, thì chúng ta thấy rõ ràng nếu mà cái điều đó, điều phân tích đó mà đúng đó, thì rõ ràng là cái tay nắm của Hà Nội trên cái vận mệnh dân tộc bắt đầu bị nới lỏng ra rồi. Và nếu mà cái sự bùng dậy của dân chúng vào phút này mà quả thật không phải là do Hà Nội bật đèn xanh, mà là do một những cái nguyên do khác đó, thì nó dẫn tới cái câu trả lời cho câu hỏi của ký giả Nguyễn Xuân Nam. Vậy thì solution là gì? Lối thoát là gì? Nếu mà chúng ta lắng nghe đó, gần như là đại đa số người Việt Nam
ở trong nước và hải ngoại cứ mỗi một lần nghĩ tới cái chuyện lối thoát, solution chống lại cái sự bắt nạt uy hiếp của Trung Quốc là người ta nghĩ tới Mỹ. Nhưng mà cái kẹt của thế kẹt của Việt Nam bây giờ đó chính là cái Đảng Cộng sản, cái giáo Nguyễn Xuân Năm. Chúng ta biết là Đảng Cộng sản còn ngự trị ở đó thì cái việc mà Việt Nam có thể gọi là liên minh với Mỹ gần như là một cái điều nó khó cả hai mặt. Nó khó cái mặt thứ nhất đó là Đảng còn nằm đó, có nghĩa là trong nội bộ Đảng vẫn còn có những cái tay bán nước cầu vinh đi ngầm ở trong làm gián điệp cho Trung Quốc. Cái đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai là nếu mà Đảng là Đảng Cộng vẫn còn mang cái chính thức là Đảng Cộng sản đó, thì theo về mặt Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ có một cái luật pháp, một cái điều luật nói rằng là Hoa Kỳ sẽ không được quyền hợp tác về quân sự, không có bán cái vũ khí sát thương cho kẻ thù. Cái giáo Nguyễn Xuân Nam với tôi có trình bày, có thảo luận cái điều đó. Thì bây giờ muốn mà Việt Nam về mặt nội lực mình đứng vững mà mình vẫn muốn có cái cơ hội để mà bắt tay với Hoa Kỳ và Tây Phương thì chỉ có một cái điều, cái giải pháp đó, cái điều đó phải xảy ra, đó là như chúng tôi mới vừa trình bày lúc nãy đó, quân đội và công an phải đứng lên, phải quay một nòng súng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng lên điền vào cái khoảng trống lãnh đạo đó, rồi sau đó chúng ta tuyên bố Việt Nam không còn là một nước cộng sản, không còn là nước xã hội chủ nghĩa nữa. Điều 4 của hiến pháp và cả cái hiến pháp cộng sản phải bị vứt bỏ đi, thì lúc đó chúng ta mới ngồi ngang cái bàn và nói với Mỹ rằng là chúng tôi muốn hợp tác với quý ông, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý ông để giữ vững an ninh ở trong cái khu vực vùng và để chống lại cái sự bành trướng và bắt nạt của Trung Quốc. Thì nếu mà chúng ta muốn trở lại cái tiền đề lúc đầu đó, cái lối thoát bây giờ ai cũng nghĩ là phải liên lập với Tây Âu và với Mỹ, thì cái chuyện đầu tiên vẫn là làm sao giải quyết cái chướng ngại lớn nhất của dân tộc, và cái chướng ngại lớn nhất của dân tộc đó chính là cái Đảng Cộng sản, thưa cái giáo sư. Cảm ơn luật sư Duyên. Bây giờ chúng ta thử bàn chút xíu thôi. Bây giờ chúng ta thấy là cái số phận các quốc gia nhược tiểu đó luôn luôn phải liên minh với các cường quốc, siêu cường quốc, và cái số phận của quốc gia nhược tiểu thường bị định đoạt bởi các cường quốc và các siêu cường quốc. Cho nên nhiều lúc chúng ta không tự quyết định số phận của mình. Bây giờ chúng ta thực đặt vấn đề này, trong cái sức tấn công toàn diện của Trung Quốc như vậy đó, tấn công toàn diện của Trung Quốc như vậy, cái khác của năm 79 đó, là cái sự tấn công bây giờ nó không phải chỉ quân sự, cũng như tấn công của Mỹ vào Nga bây giờ không phải là quân sự mà là kinh tế. Thì tấn công của Tàu vào Việt Nam hiện nay cũng không chỉ là quân sự mà có khi là kinh tế. Cho nên đó, họ đã tìm cách để mà thủ tiêu cái nền kinh tế Việt Nam trước mắt và lâu dài. Bây giờ Việt Nam muốn thoát khỏi cái gồng kìm, muốn tạo một cái thế lực để đối đầu Trung Quốc, thì việc đầu tiên đó, tự thân mình làm không nổi, tự thân Việt Nam làm không nổi, thì Việt Nam phải nhờ cái thân của người khác, nhờ cái thân của người khác, phải nhờ cái mạng của người khác. Thì đó, chúng ta tìm lại cái danh sách Việt Nam nhờ với ai có thể nhờ được. Bây giờ nhờ đó thì chúng ta không thể nhờ ông Trung Quốc rồi, mà chúng ta có thể nhờ Nga. Nhưng mà Nga thì hiện nay đang liên minh Trung Quốc để cùng với Trung Quốc giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay, đặc biệt là vấn đề ủng hộ của Trung Quốc đối với Crimea và kinh tế thì năng lượng của Nga. Cho nên bảo là nhờ Nga đi chống Trung Quốc hiện thời bây giờ nó hơi khó. Như vậy ta loại khỏi hai cái cường quốc là Tàu và Nga là Việt Nam không thể liên minh được. Nếu ta liên minh với Nhật Bản thì quý vị thấy rằng Nhật Bản đang bị một hiến pháp từ sau đệ nhị thế chiến là quân đội Nhật Bản là quân đội tự vệ trong hòa bình. Quân đội Nhật Bản không phải là quân đội viễn chinh. Quân đội Nhật Bản, nước Nhật không phải là nơi sản xuất để xuất khẩu vũ khí, bị trói bởi cái hiến pháp của nước Nhật. Mà sau khi mà nước Nhật đầu hàng đồng minh vào năm 1945 thì Mỹ đã giúp Trung Cộng, Mỹ đã giúp Nhật Bản để viết cái hiến pháp đó. Và hiến pháp đó là trói anh Nhật Bản lại, không cho Nhật Bản bành trướng mà quân sự về chế tạo vũ khí.
đến bây giờ đứng trước cái đe dọa của Tàu thì Nhật Bản, ông Thủ tướng Abe mới bắt đầu cùng Quốc hội review lại để amend cái hiến pháp, để mà sửa đổi hiến pháp đó, tu chính hiến pháp đó. Nhưng mà chưa xong. Mà nếu chưa xong thì Nhật Bản cũng không thể là đồng minh giúp Việt Nam. Như vậy thì cuối cùng chỉ có hai đơn vị thôi. Cái đơn vị thứ nhất là Hoa Kỳ và Liên Âu, nói như luật sư Duyên ngày nãy. Mà Liên Âu và Hoa Kỳ đều bị kẹt trên Việt Nam là không thể bán vũ khí sát thương hay là liên minh quân sự với Việt Nam khi mà Việt Nam còn trương cái bản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó không thể, cái hiến pháp của Mỹ cho phép, luật pháp Mỹ cho phép nhà nước, chính phủ Hoa Kỳ liên minh với một chế độ cộng sản, thậm chí bán vũ khí sát thương cũng không thể bán được. Cho nên trong tình trạng như vậy thì Việt Nam là điều kiện ắt có và đủ để mà Việt Nam liên minh với Mỹ và châu Âu, đó là Việt Nam phải là một chế độ tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Mà nếu mà Việt Nam không bỏ cái đó đó thì không thể nào liên minh được. Như vậy cái điều này là cái chỗ tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu anh muốn liên minh được cứu nước thì phải mất đảng. Còn nếu anh muốn giữ đảng thì mất nước. Bởi vì anh không liên minh được với các quốc gia khác. Cho nên cái thế cờ của Cộng sản Việt Nam đứng đây phải chọn, trong ngày tới phải chọn là một là họ phải thay đổi chính quyền, hoặc là chính quyền bị thay đổi bởi quần chúng. Cho nên chúng ta phải chọn một trong hai. Nếu Hà Nội muốn cứu nước thì phải liên minh. Mà phải liên minh thì không thể mang cái mặt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi liên minh với các nước phương Tây được. Mà phải bỏ cái đó, phải bỏ cái độc đảng, phải bỏ cái điều 4 hiến pháp, phải bỏ một cái chế độ độc đảng. Thì như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam nếu vì dân tộc thì phải bỏ đảng, vì yêu nước phải bỏ đảng, vì yêu nước phải dục cái đảng trong sọt rác. Mà cái điều như dục cái đảng trong sọt rác á, họ làm rất là khó. Bởi vì cái đảng nó gắn với quyền lợi và quyền lực của họ. Làm sao một Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu không bỏ đảng thì sẽ có những người yêu nước trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong nội bộ quân đội và công an, có thể một đêm họ tiến hành, không anh không tự thay đổi thì nhân dân sẽ thay đổi anh. Cho nên nếu chúng ta tin rằng một số anh em chúng tôi phân tích đó, nếu mà trong vòng thời gian tới và Đảng Cộng sản Việt Nam không tự rời bỏ cái vị trí độc tôn độc đảng của mình, không rời bỏ cái chủ nghĩa xã hội đặt tên quốc gia, thì không thể liên minh được, và không liên minh được với phương Tây và Hoa Kỳ thì sẽ bị mất nước. Cho nên chúng ta đứng trước, hoặc là người dân Việt Nam phải chọn lựa, một là chúng ta đứng lên để thay đổi chính quyền, hoặc là chúng ta chấp nhận mất nước. Thì chúng ta người dân Việt Nam, 90 triệu dân Việt Nam phải chọn một trong hai thứ. Cho nên cái phải đặt vấn đề này. Cho nên cái này đó, nó có một cái, nhìn lại cái này nó có một cái, nếu mà trong thiền tông đó, đây là cái quan, và theo tiếng Nhật là công án theo tiếng Việt. Đó là một cái tiếng Mỹ nó gọi là exercise, một cái bài tập, một cái sự bài tập, là anh thực tập cái công án này thì anh sẽ giải quyết được vấn đề. Là hoặc là tại vì này, anh cái công án này là làm sao cứu nước. Công án là làm sao cứu nước. Bây giờ chúng ta lập danh sách những cái người có thể giúp mình cứu nước thì chỉ còn hai anh thôi, Mỹ và châu Âu. Mà Mỹ châu Âu đó, anh không thể mang cái mặt Cộng sản Việt Nam để đi xin xỏ để cứu nước được. Right? Thì Cộng sản Việt Nam có dám, đủ can đảm để vì cái tiền đồ của dân tộc, vì yêu nước, vì muốn tiếp tục còn một nước Việt Nam sau này cho con cháu, còn một biển Đông cho con cháu, quý vị có dám đủ can đảm để từ bỏ cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hòa nhập vào phía châu Âu, hòa nhập vào phía Mỹ để tìm một liên minh cùng thế giới tự do. Và đây đó là một cái công án mà chính chúng ta đến giờ phút này, chúng tôi nghĩ là đến lúc này Đảng Cộng sản Việt Nam tự đứng trước gương đối diện chính mình và tự đặt một mình câu hỏi, tôi có phải là người yêu nước không? Tôi có phải là người muốn cứu quốc không? Tôi có phải là một lực lượng tương lai tiên tiến, như anh các vị hay thường nói, của dân tộc Việt Nam, để mở đường dân tộc Việt Nam vào tương lai hay không? Cho nên đây là một cái công án mà có thể nói rằng là nếu mà trả lời được các vấn đề đó, trả lời được các vấn đề đó thì đó là cái con đường mà trong bài trích luật sư Duyên mà chúng tôi có nói, đó mới thực sự
là sinh lộ của Việt Nam trong tương lai, phải không thưa luật sư? Bởi vì cái vấn đề hiện nay đó, chúng ta thấy bị phá về kinh tế, bị chiếm Biển Đông, bị lẫn lộn trong cái hàng ngũ lãnh đạo, bị bất lực trước thế giới và bị cô lập bởi thế giới, thì với anh giữ cái con đường tử lộ đó làm gì? Trong khi sinh lộ đang mở ra, tại sao không chọn đi? Cho nên đây là cái giây phút mà thời điểm, nói như cái Cộng sản Việt Nam hay nói, đây là thời cơ để chín mùi, để những người yêu nước, để dân tộc Việt Nam chọn lựa cái đường đi sinh lộ cho chính mình, phải không thưa luật sư? Dạ vâng, cái giáo Nguyễn Xuân Nam phân tích rất là, theo tôi rất là thấy nó cái điểm chính xác ở trong đó. Chỉ muốn tóm gọn lại là cái đảng Cộng sản Việt Nam đó, bây giờ cái chữ Cộng sản nó cũng chỉ còn một cái nhãn hiệu thôi. Nhưng mà cái giả Nguyễn Xuân Nam mới vừa nói đó, đó là một cái nhóm mà họ quy tụ lại với nhau vì quyền lực và quyền lợi. Nhưng mà tôi tin rằng và tôi cầu nguyện rằng là trong cái đảng đó đó, cái số người thật sự yêu nước nhiều lắm. Chúng ta thấy những cái người mà gần đây, ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Ngọc Nhuận đứng lên tuyên bố bỏ đảng, đứng lên tuyên bố chống lại đảng, thì mình hiểu rằng cái lực lượng mà không đồng ý với cái đám chóp bu Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng v.v. cái số đó càng ngày càng đông, và chính những cái số đó mới là những người đứng đầu sóng ngọn gió, đứng trên tiền tuyến để mà chiến đấu. Thì tôi chỉ cầu nguyện là cầu xin rằng là những cái người yêu nước mà đang nắm cái quân lực, đang nắm cái quân quyền ở trong tay đó, họ đứng lên để mà họ làm một cái việc gọi là bỏ đảng. Thực sự cái đảng này cũng chẳng còn cái gì để mà vướng víu với nó. Tôi chỉ cầu nguyện là những người đó đem cái quyền lực của mình trở về với dân tộc, phục vụ với dân tộc, điền trống vào cái khoảng trống lãnh đạo, để rồi sau đó chúng ta chọn rõ một con đường, đó là thiện hay ác. Trên cái thế giới này, cho dù mình có tuyên truyền, mình có nói bao nhiêu cái lời hoa mỹ đi nữa, hai cái khối thiện và ác nó rõ. Mình nhìn cái đường dây từ Bắc Kinh qua tới Bắc Hàn, qua tới Cuba, mình thấy toàn là những cái nơi mà bóp chết con người, bóp chết nhân quyền. Tôi nhìn cái đó là cái ác. Còn Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, bây giờ Miến Điện vân vân, khi người ta đã nhìn ra cái việc là tôn trọng con người, tôn trọng cái quyền của con người đi đó, thì đối với tôi cái đó là cái điều thiện. Mong thay là những người đang cầm quyền lực ở trong quân đội và công an của Việt Nam, tôi mong rằng những người tốt, những người đứng về cái thiện, bây giờ xin nhìn rõ bản chất của cái phe nhóm bè đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn chung chiến tuyến với quý vị nữa. Quý vị hãy đứng lên nói như lời của nhà văn Dương Thu Hương đó, hãy chĩa nòng sung súng về cái bọn ác để đứng về cái điều thiện, đứng về với toàn bộ 90 triệu người Việt Nam. Đó là... rất là thú vị thưa quý vị. Trước khi chia tay quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó, khi qua cái dòng ba bài nói chuyện của luật sư Duyên, của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và của chúng tôi trong cái thời điểm rất là quan trọng của đất nước, thì chúng ta thấy một điều gì? Chúng ta trăn trở trong một cái Việt Nam tương lai, chúng ta trăn trở trong cuộc đường đi của dân tộc, và chúng tôi tin rằng cái con đường sinh lộ của chúng ta nó đang chín mùi để mở ra, và chúng tôi hy vọng rằng đây là cái giây phút mà các vị mở ra a new era, a new time, một cái giai đoạn mới, một cái thời điểm mới, một con đường đi mới trong một đất nước Việt Nam trong tương lai. Ai sẽ là lực lượng nào sẽ là đem lại cái niềm vui đó cho dân tộc? Chúng tôi đợi chờ tất cả quý vị, và chúng tôi hân hạnh được cùng với quý vị tuyên bố ngày vui đó đến cho dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn sự lắng nghe tất cả quý vị, và xin cảm ơn sự góp lời của luật sư Nguyễn Hồng Duyên. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả, cảm ơn ký giả Nguyễn Xuân. Dạ.